vui thôi mà. Không thích thì nói, cần gì phải làm mấy trò hèn hạ như vậy. Ai làm? Hay là cả lớp? Từ khi nào mà lớp mình đoàn kết quá vậy? Chỉ dám hùa nhau, bảo dắt mũi thì lại tự ái.
BSC Group là nơi bạn chưa từng tưởng tượng tới, là sân chơi tôi tạo ra dành cho những kẻ bất hạnh giống như bạn, được sống đúng với chính mình, được mọi người yêu thương và tôn trọng, được kiếm tiền bằng chính khả năng của mình, và tất nhiên không một sự nhạy bén xuất hiện. Wow, đỉnh vãi, đúng là nơi mình cần. Bạn cần một nickname. Gọi tôi là Tiffy. Thử thách đầu tiên, một clip giới thiệu bản thân để được gia nhập đại gia đình PSR. Nên nhớ bạn là Tiffy, không phải Phượng. Hoàn thành trước 2 giờ sáng. Oh baby baby. Xin chào, mình là Tiffy. Đi ra ngoài trường ngay cho tôi. Phượng, còn tiền tiêu không con? Lại đây ba cho. Ủa mà ăn mặc cái kiểu gì vậy? Lại còn trang điểm nữa. Con với chả cái chẳng có làm sao. Đúng con hư tài mẹ. Thích cãi nhau thôi hả? Muốn ly hôn đó con. Công ty này là do ba tôi với tôi dựng lên. Rồi công sức dựng vậy của mày nói đâu? Con đi đâu đó, ba đang nói mà. Bà thấy chưa, con hư đúng tại bà mà. Đấy, 24 giờ mà Tiffy ra đường. Chắc phải có Tiffy đi thôi. Ở ngoài kia đáng sợ lắm. Các bạn có chấp nhận thử thách không? Nếu có, thì comment cho Tiffy biết nhé. Sống á, nó nhạt lắm. Bạn bè thì giống như một đàn bò, một lũ kém cỏi khóc thuê cười mướn ở trên mạng xã hội. Còn ngoài đời á, thì nó nhắc cái à. Nè, cho các bạn xem. Y chang vậy luôn. Cả lớp nhột quá, xong rồi tẩy chay mình. Còn thầy giáo á, là cái mương nước cống đổ từ 14 hướng. Dạy học thì cứng nhắc, ổng chỉ quan tâm đến thành tích của ổng thôi à. Còn nơi mà náo nhiệt nhất á, các bạn không biết đâu, chắc là nhà mình rồi. Đấy, vừa nhắc là có luôn. Thôi, tiếp việc kết thúc review nha. Tạm biệt mọi người. We'll be right back.
Phượng ơi, hình như mắt Diệu có gì á. Phượng xem giúp Diệu với. Tránh ra. Trời ơi, tại sao trước mắt Diệu là một người con gái xinh đẹp như thế này mà bấy lâu nay Diệu không nhận ra thế nhờ? Gạ ai thì gạ, nhưng mà né chị ra. Coi Vũ lại tính né thì làm nói chuyện với chị. Tí cái mặt xinh, nhưng chứ thông minh thì lại không có. Nhưng cách thì méo mó lại thích làm chó trước mặt người ta. Tao làm gì mày mà mày chơi tao? Tao thích mày vượt qua nỗi sợ rồi đó. Đừng có nghĩ được đi, sao tao sợ. Mày làm vô. Mày phải cảm ơn tao, thì tao đã giúp mày thoát khỏi cái vỏ bọc tiếng lặng của sự chủ động hơn mà. Tao không cần. Mày lại sống như tao đi. Thích thì nói. Không thích thì nói. Được là chính mình. Lại còn có nhiều người hâm mộ nữa chứ. Đừng có như con người một cổ. Tự che mắt mình. Tự lo cho bản thân mày trước đi. Bỏ cái mồi thăm đi rồi nói chuyện. Về soi gương đi rồi hẳn ra đường. Tuyệt vời, bạn đã trừng trị một kẻ xấu. Tôi tự hào về bạn. Hỏi PSR, thật tự hào khi Tippy là thành viên thứ hai đạt 1 triệu sao và nhân kỷ niệm 2 năm của PSC Group. Hãy lưu lại ký ức đẹp của Tippy bằng cách ngạc khí hoặc tự thiêu. Alo, ai đấy? Là ai? BC đúng không? Mày là ai? Sẵn sàng đón nhận đi. Nó sẽ đến sớm thôi. Lũ đi! Mày giấu vào tôi, tại sao lại giấu mấy người quyết định chứ? Đó là một ân huệ. Tôi không cần! Các người đi hết rồi, để tôi đi! Nghe lời đi! Cô sẽ luôn là thần tượng số một của bọn chúng. Tôi muốn sống cho bản thân mình, không vì ai cả. Làm ơn dừng lại đi. Nếu không tôi sẽ báo công an về sự tồn tại của mấy người đó. Cuộc đời muôn phiền ai quan tâm.
Xin xin tội lỗi nhớ ta lại mãi nơi này. Chào. Tôi đã có khoảng thời gian rất là hạnh phúc khi biết đến với sơ. Và cũng được là một phần của nhóm. Nhưng đến khi tôi biết các bạn gọi độc ác và cay nghiệt ở cái xã hội ngoài kia thì tất cả cũng đã quá muộn rồi. Lớp 11A à, tôi xin lỗi vì đã làm các bạn ghét mình. Có lẽ đây cũng là cái kết cục xứng đáng dành cho mình vì những gì mà mình đã gây ra cho Dự. Mạng xã hội là một công cụ tốt giúp chúng ta kết nối với nhau, nếu không thì á, cái clip này cũng sẽ không tới các bạn đâu. Các bạn à, nó rất tuyệt vời, nhưng mà đừng để nó điều khiển chúng ta, đừng để nó thống trị chúng ta. Tôi sẽ phải chết. Nhưng các bạn có thể sống vui vẻ nếu được trò chuyện, nếu được chia sẻ cảm xúc với nhau. Hãy sống tốt thêm phần tôi.
Đây không phải là diễn, đây là sự thật. Nếu các bạn không thức tỉnh thì người tiếp theo phải chết là các bạn. Đây là bạn mới, cả lớp cùng giúp đỡ bạn nào. Xin chào, mình là Tippy. Hy vọng tụi mình sẽ có một năm cuối cấp bên nhau thật vui nha. Tippy, người bạn đầu với mình nè.